ba để gì? Ba uống hộp tre. Ê, hôm nay là sinh nhật ai nhờ? Sinh nhật con. Hôm nay là sinh nhật ai? Hôm nay là sinh nhật con. Con bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Ba, cho ba áo thực ra đi. Ở thực ra cái gì? Nhìn nhận. Sinh nhật 4 tuổi của Nhìn Nhện hả? Nhìn Nhện tay đi. Ok. Được rồi. Hai mẹ con ăn gì á? Hai cái này là hai cái thứ tư rồi. Nãy giờ quất hai cái rồi. Đang chờ mọi người tới. Bà Duyên đã tranh thủ quất bốn cái này rồi nha. Cái này là cái bánh gì vậy bà Duyên? Cái bánh sô cô la. Bánh sô cô la hả? Ai kìa, ai kìa. Ai? Hello bà Duyên. Đây, vị khách đầu tiên tới rồi, bà Tú. Ủa, bà Tú đi một mình hả? Rồi đi, tính ra không đem quà gì luôn. Gì vậy cha, ừ. Sao con mẹ bà Tú? Lo ăn rồi. Rồi, tôm hùm của bà Duyên đây. Đây. Sao xuống chưa? Rồi, mấy cô mấy chú tới rồi nè. Kìa. Kìa. Quà nha. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây. Nhận quà sao nè? Nè, nhận quà sao? Nãy mày nhận quà sao? Nhận quà đi. Quà. Nhẹ nhẹ nhẹ, bà Duyên mới nhẹ. Thôi thôi. Con sao? Con sao? Cái gì? Chú Lâm tặng quà, chú Lâm tặng quà thì con sao? Mới nãy ba nói làm sao? Cảm ơn rồi hả? Cảm ơn rồi hả? Ui, quà to ghê chưa? Không chú Lâm miếng đi. Không miếng đi. Bây giờ không chú Lâm miếng đi. Xé đồ kìa, xé quà kìa. Xé quà cho bà Duyên đi. Gửi quà cho bà Duyên đi. Con này đắt gấp 3 lần con năm ngon quá. 10 triệu á. Con này bữa hôm anh đi coi là 10 triệu mấy nè. 9 triệu mấy. Mô hình đó anh. Nó cử động đường đẹp lắm. Cái này không biết tiền của ba Tú hay là tiền của chú Long nữa. Thôi thôi. Ủa, của Mina tiền. À của Mina nữa à. Chú Long luôn tháng 2 triệu đây lấy đâu ra tiền mua món quà này. Thì ra là Mina đi cùng mà. Wow. Tiền của ba Tú để mua. Đó. Wow. Nguyên con siêu nhân nhìn nhện luôn. Đây đây đây, chụp cho. Rồi chú Long với lại Mina tặng quà mà lớn quá vậy. Wow. Wow, đẹp quá. Con nhìn nhện bữa hôm ba đi coi cho con luôn nè mà ba không có mua đó. Tại vì ba biết là ba Tú với lại mọi người sẽ mua cho con. Nè, để phụ kiện kèm theo hay sao? Tiết kiệm được 9 triệu. Tiết kiệm được 9 triệu. Thấy ba thông minh chưa? Có cử động đồ hả anh? Có để pin vô hay sao? Còn thằng này lát mày quay cho anh một TikTok nha. Đây, TikTok cơ nè. TikTok cơ của ba Tú nè. Con gà mới của ba Tú đó.
Con hung, con hung chú Lâm, cảm ơn chú Lâm đi. Hung chú Lâm, cảm ơn chú Lâm. Thơm miếng đi. Thơm miếng đi. Thơm miếng đi. Thơm miếng. Ngại, đang ngại á. Thôi mày gọi ra cho. Đang ngại á. Quà của em ta sẽ đã cầm được mấy em. Rồi đây. Em Tú mà chi lồ. Tặng cái gì cho bà Duyên vậy? Bí mật. Bà Duyên, chú Sina tặng quà cho con kìa. Đây nè. Con cảm ơn chú Sina đi. Nè, hồi nãy dạy sao? Nhiều quá nó ngọt. Con thích bào chú Sina, đặc biệt quà này giúp con và bà ba gắn kết tình cảm luôn đấy. Mày cút mẹ rồi đi, chứ nó gắn kết tình cảm. Rồi, con nhận quà. Nè, thấy em. Nhận quà, cảm ơn. Cảm ơn đi, cảm ơn chú Sina đi. Có Spiderman trong đây luôn á. Rồi, con cảm ơn chú Sena đi. Rồi. Rồi chú Sena mở quà cho bà Duyên luôn đi. Để coi cái gì trọng trọng. Mở luôn à? Mở luôn. Mở luôn, tôi liền mở luôn, anh cười liền kìa. Chú Sena mày, chú Sena mày ghê lắm, mà cáo mặc kino 4 triệu rồi. 4 triệu mấy rồi. Ui. Lại là Spider-Man à. Mô hình này phải lắp đấy con. À, cảm ơn. Em hỏi người ta thì mô hình cái lắp tầm khoảng 2 ngày là xong ra. Hai bố con cố gắng lấy rồi. Lắp mô hình luôn rồi thì thôi. Cố gắng bảo ba lắp. Cảm ơn chú này. Má nó nghĩ sao nó mua cái mô hình. Đéo hiểu. Cảm ơn chú. Rèn tính kiên trì của bò viên lại giúp hai bố con hàn gắn tình cảm nữa. Muốn gì? Trời ơi. Bữa nay quà nhiều quá ta ơi. Con vui không? Con vui không? Mở ra cho con hả? Rồi ok nha. Mẹ đút chú Sina ăn nha. Đút chú Sina ăn nha. Tung bên đây mà. ăn nhậu còn đem lên nửa ký. Chú Sena là nít hả? Chú Sena phải đút ăn. Xét đồ mà chi lồ đồ. Gì đâu. 4 triệu mấy, thêm đôi giày nữa, 8 triệu mấy nữa. Túi LV. Túi còn chút đi. Túi này như là 100 triệu. Toàn dân chơi đồ hiệu không à. Hello mọi người, hôm nay là sinh nhật bà Duyên nha. Hiện tại mình đang ở khách sạn Nico để ăn bút phê cùng team. Bà Duyên giới thiệu đây là quay gì? Quay là kem nha. Món kem hả? Để mình đi một vòng mình giới thiệu hết nha. Còn đây là quay gì? Đây là hello. Đi nè con, no. Đây, let's go. Rồi, đi lại. Bánh kẹo mọi người ơi. Nhiều thứ lắm nha. Cũng ăn gì? Ăn luôn chưa? Đánh ra tốn kém nè. Ok, để mày lấy kem nha. Con đi với mẹ chút xíu đi, mẹ quay lại mẹ có kem liền. Nói chung là tính ra là đồ ăn ở đây cũng cảm giác là bắt mắt. Chất lượng. Rồi, bà Duyên muốn ăn cái này. Rồi, mẹ lấy cái này cho bà Duyên. Rồi, con muốn lấy cái đó ăn đi. Ok. Đi con tôm hùm đó. Đi chú Tú ơi. Đây. Khu này là khu đồ ăn kiểu như là cơm pizza này nọ. Đó. Nóng lắm đó. Cái này là lỗi cá à. Cái này là mình cuốn bánh tráng. À cuốn bánh tráng à. Cá thì thù cuốn bánh tráng. Ok. Có những món, nói chung ở đây cũng có những món đồ ăn mà gọi là đủ diện thôi rồi.
mua bánh tráng ở với lại đây mì này nọ các thứ, mì xá xíu phở. Cho ba liếm cái. Tâm hồn là mình order tại bàn, người ta đem lợi cho mình luôn, có ăn kiểu gì nè mình order. Đây, tâm hồn đây. Có đựng chưa hả? Tâm hồn nè. Con cá hả? Con muốn ăn cái này không? Ok, chắc là mình sẽ đi lấy đồ ăn rồi mình lại bàn mình ăn với mọi người. Đi đâu cả đêm không về ai biết. Anh Linh kể với em là em Trang gì? Ai? Trang gì? Em Trang à? Chắc số 18 hay sao á? Rồi đấu tranh tư tưởng lắm mới cho được thêm cục sô-cô-la nha. Rồi con cầm đi để ba lấy cho. Lấy cho anh cái muỗng hơn. Lấy cái này. Từ nó phải nấu chứ. Để mẹ làm rồi đưa tay. Rồi. Nào. À, từ từ để cho cái chị nó lấy xong cái. Rồi ok. Tới mình. Rồi. Đây ba con ba, mẹ ẩm đi. À, ôi giời ơi. Anh đợi em nãy giờ đó. Không bây giờ nè, anh trả cái kèo này là ok chưa? Ok. À, đó thấy không? Là hai đứa là không phàn nàn gì anh nữa nha. Ăn bao nhiêu cũng được, ăn cho đủ tiền giúp anh. Ăn cho đủ tiền giúp anh. Rồi lỡ bàn đi. Hai đứa lợi bàn đi. Rồi lát anh lợi. Đâu rồi. Đi. Rồi con nhận quà của cô Cara đi. Nè. Cầm quà đi rồi cảm ơn cô. Nè cầm đi nào. Cầm đi cô cho. Rồi cảm ơn cô chưa. Rồi mở ra luôn cho cô đi. Cô mở ra cho con luôn đi. Trời may mắn lắm đó nghe, được cô nổi tiếng lắm đó, cô tặng đó. My Kingdom luôn, chỗ bà Duyên hay thích chơi luôn. Tán tan cái gì đây? Chú chó robot à? Có bị trùng quà không? Không, nãy giờ toàn Spider-Man không à. Ờ, của em là đặc biệt nhất rồi đó. Wow. Chú chó robot. Rồi, ba mở ra cho con ha. Thích không? Rồi, con cảm ơn cô chưa? Hôn cô miếng đi. À, trời ơi. Nãy giờ là Mina không được hôn. Mà nó hôn em luôn. Ghê thiệt. Rồi ok, để ba mở nha. Rồi, cảm ơn Kara nha. Kêu em.
Tính ra là kiểu giống như con của anh, giống như kiểu con hai đứa luôn á. Giống lắm rồi đó. Giờ tính ra xúc tiến nhanh đi, xúc tiến nhanh làm đứa luôn. Nụ quay sao nụ quay? Chú Ba Thịnh, cảm ơn chú Ba chưa? Chú Ba mua cái gì vậy? Hôm nay quà nhiều quá nè, hôm nay bồi duyên quà nhiều quá. Ui, cái style Body Man nè. Cái tay này có bắn tơ được không nhờ? Rồi, con neo vô đi. Wow. Wow. Đâu? Tại ba đường men đâu? Đưa ba coi coi. Má nó mua mà nó còn không biết là gì nữa. Đâu? Bắn tơ ba coi. Bà Duyên, quay qua đây bắn ba coi coi. Bị gắn sai rồi kìa. Wow. Nhìn ba coi. Chú Linh như thế nào? Gì? Ừ, đi vô toilet đi. Kìa, chú Linh tặng quà cho con kìa. Cảm ơn chú Linh chưa? Đây là của ba chung. Ôi trời ơi, nhiều đồ chơi quá, nhức đầu quá vậy trời. Anh ra mặc đi. Thôi. Mày mặc đi thôi thôi. Độ, tự nhiên độ mà lên mày câu like cho đã rồi mà kêu tao mặc. Làm sao với bà kìa. Dạ thôi đi ra đây.
mẹ đấy. Làm quái nữa cho em một chút, cho em một chút. Tay này, tay này, tay này, đưa nó. Nhìn nó phèn mãi thôi. Nhìn nó phèn mãi cái đấy. Làm hai nữa. Giờ làm cái nữa đâu. Ủa, tim là tim cũ à? Đâu? Mới. Mới. Tiếp, thành nè. Nó không biên luôn. Nhìn đây à. Để bảo nó sát vô, mày làm gì mày đứng cái quay vậy? Đứng chơi lên tường kìa. Đứng lên tường cái thằng mập đi. Đứng chơi hình như là. Mày ngồi lên. Mọi viên nhìn ra đây là bố mày. Thở đi liền này. Đứng chơi lên tường.